Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện và đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Tôi nghe Viễn nói có chút ngẩn người. Quay lại tôi nhìn anh ta nằm trên giường Viễn chỉ mặc một chiếc áo cộc cánh tay lộ ra với vết xước. Tuy không chạm vào nhưng cũng cảm nhận được đôi tay viễn không hề mềm, mà đầy vết chai sạn. Giữa đêm hôm, anh ta mang về cho tôi một cái ấm siêu tốc chỉ để nấu nước. Nói không có chút cảm xúc nào thì chắc chắn là nói dối. Nhưng chỉ vì chút quan tâm ấy mà cảm kích, thay đổi suy nghĩ về kẻ tiếp tay cho bọn buôn người, thì tôi không hề. Nếu như gặp nhau ở dưới Hà Nội, có lẽ tôi rất vui. Khi biết được kết bạn với một người có ý chí như viễn, dù trong hoàn cảnh khó khăn anh ta vẫn rất nghị lực để vươn lên nhưng đáng tiếc tôi và anh ta gặp trong hoàn cảnh này giữa núi rừng hoang vu với tục lệ mua vợ đầy sự đáng sợ tôi thực sự rất khó để mở lòng làm bạn với viễn chưa đừng nói sống một cuộc sống vợ chồng với anh ta viễn thế tôi không đáp anh ta cũng không nói gì nữa nhắm mắt lại không hề có ý đụng chạm vào tôi không biết có phải do đi đường dài hay do quá mệt mỏi chỉ mấy phút sau tôi đã nghe được tiếng viễn thở đều đỡ anh ta ngủ tôi mới yên tâm Xoay người vào tường và nhắm mắt lại Ngủ được một lúc Tôi lần nữa bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch Mắt nhắm mắt mở Tôi đang định mắng thầm viễn vài câu Đã nghe tiếng anh ta cất lên Trong đêm tối Tôi phải đi xuống phố vài ngày rồi Nói đến đây viễn cũng dừng lại Đưa tay chạm lên tóc tôi Có lẽ anh ta sợ tôi tỉnh dậy Nên chỉ chạm nhẹ một cái Rồi lặng lẽ cầm túi hành lý bước ra ngoài Bên ngoài có tiếng mẹ viễn cất lên Đã phải đi rồi sao Biết vậy sao không ở đó luôn Còn về làm gì cho nó mệt ra Không sao đâu Chỉ về lấy ít giấy tờ rồi đi luôn mà mẹ Con thật là Đừng tưởng mẹ không biết con về vì cái gì Đi cả một quãng đường dài Chỉ để mang cái ấm siêu tốc về cho vợ chứ gì Ôi không tắm được nước lạnh Con lại không có ở nhà Và lại con cũng muốn mang thuốc và kem nẻ về cho mẹ Mẹ nhớ uống thuốc đầy đủ Tay mẹ nứt cả da rồi Đừng theo thùa nhiều Phải bôi kem vào Con mua cho mẹ có mấy hộp bổ máu Ăn xong mẹ uống luôn cho đỡ đau đầu Ấm siêu tốc còn hai cái Mẹ với Phương dùng một cái Một cái mẹ đưa cho anh Dương và chị Trang Mẹ yên tâm xưởng gỗ làm ăn tốt Con mở rộng thêm mô hình kinh doanh nội thất Cung cấp vật liệu cho một số công ty khác Chỗ công ty Lâm An con mua lại Cũng đang dần ổn định Có tiền rồi mọi người cũng không cần phải vất vả nữa Con đấy Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác Chẳng quan tâm gì đến bản thân của mình cả Con phải lo cho sức khỏe của con trước Làm gì thì làm cũng phải ăn uống đầy đủ Con nhớ chưa Thôi con đi đi kẻo muộn rồi Nghe đến đây Tôi bất chợt cảm thấy lòng mình nghẹn lại Vì tình cảm mẹ con của Viễn Khiến cho một đứa mồ côi như tôi xúc động Hay vì lý do gì tôi không rõ Đến khi Viễn đi khuất Tôi cũng ngồi dậy đi về phía hộp cát tông dưới chân giường Ban đầu tôi tưởng Viễn chỉ mua nồi ấm sưu tốc thôi đến khi mở hộp thì khửng lại trong hộp ngoài chiếc ấm siêu tốc còn có một chục đôi tất một lọ sữa rửa mặt một lọ kem chống nắng và một lọ dưỡng da tuy không phải là hàng đắt tiền nhưng đều là đồ chính hãng lúc lấy đồ ra tôi còn thấy một mẩu giấy nhỏ không hề kể lể càng chẳng có mấy lời hoa mỹ chỉ ghi duy nhất một dòng chữ chân em rất lạnh nhớ đeo tất để giữ ấm tôi nhìn mấy món đồ rất lâu cuối cùng rút cuộc lý trí vẫn chiến thắng. Tất cả những thứ này không thể nào ngăn nổi được nỗi khao khát trở về của tôi. Viễn không phải người mà tôi yêu. Đây không phải là nhà. Thứ ân đức này với tôi không có chút ý nghĩa gì hết. Dẫu sao anh ta cũng là mua tôi về. Mua lại từ Lão Long hay mua lại từ mấy kẻ buôn người thì cũng như nhau. Giá như Viễn cho tôi trở về thì tốt bên mấy. Tôi sẽ đội ơn anh ta ngàn lần. Mấy ngày Viễn không có ở nhà, tôi phải phục vụ anh ta nên đầu óc lẫn thể xác đều được nghỉ ngơi một cách đáng kể có thêm ấm siêu tốc tắt chân và mấy đồ dưỡng ra tay tôi cũng cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn nhiều đầu óc cũng có nhiều thời gian để nghĩ ngỏi hơn mỗi ngày nếu không phụ chị trang làm việc nhà tôi sẽ đứng ở sân nhà rất lâu từ sân nhà nhìn xuống sẽ thấy vô vàn ngọn núi nối tiếp nhau sáng sớm còn nhìn thấy cả những bạt mây trắng bao phủ quanh sườn núi nơi đây nhà cửa cực kỳ thơ thớt con đường khúc khuỷu gập ghềnh. Nghĩ đến việc chạy trốn bằng đường bộ, tôi đã cảm thấy vô cùng bất khả thi. Tôi khẽ thở dài. Rốt cuộc đến bao giờ tôi mới có thể trở về nhà đây? Ngày thứ ba kể từ lúc Viễn không ở nhà, buổi sáng còn đang ngủ trên phòng, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ. Tiếng cãi vã chửi nhau to đến nỗi dù không muốn tò mò, tôi vẫn không thể nào ngủ nổi. Chỉ đành mở cửa ra ngoài. Sáng nay chị Trang và mẹ Viễn đã đi xuống núi mang mấy bức tranh thêu đi bán nhìn quanh nhà đều không thấy ai lúc ra đến phòng khách đảo mắt một lượt mới phát hiện giả góc nhà ngang của vợ chị trang là nơi phát ra tiếng cãi vã không biết có chuyện gì chỉ thấy anh dương và bố đang sừng cổ tiếng chửi bới ẩm mỹ bố anh ta nắm tay rất chặt cơn thức giận lộ ra mặt dường như vừa vung tay đấm anh dương vài cái trên má anh dương vẫn còn hằn vết đấm lúc này tôi đã tỉnh ngủ rồi mắt vài lần cũng thấy tiếng anh Dương loáng thoáng Nó phải có nghĩa vụ trả Bố nuôi báo cô mấy anh em nó Giờ nó phải trả Bố yên tâm nó sẽ trả thôi Mày Sao mày không giết tao luôn đi Mày là các loại ngu đần, vô dụng Bao nhiêu tiền như vậy Cái đồ ngu Bố chửi con đánh con thì có tác dụng gì Bố với con đi xuống tìm nó Tôi nhìn anh Dương không đoán ra nổi Vì sao anh ta bị đánh nhưng chắc lại gây ra chuyện tay trời gì lắm rồi ngẫm lại từ hồi tôi đến đây hình như trong nhà mỗi viễn phải cật lực lao động bố anh ta cũng có phụ nhưng người lao động chính trong nhà là viễn còn anh dương tôi gần như chưa thấy anh đi làm bao giờ nếu không phải đi ăn cỗ thì cũng đi chơi hoặc ở nhà năm nghĩ đến đây tôi bỗng thấy anh dương quắc mắt nhìn mình từ nhỏ tới lớn tôi sợ nhất là nhìn người ta đánh nhau anh dương cũng luôn khiến cho tôi cảm thấy rờn rợn nên vội vã lùi chân lại, đi vào phòng đánh răng rửa mặt. Đến khi đánh răng rửa mặt xong, bên ngoài cũng thấy im mắng. Tôi ngồi một lúc mới dám mở cửa phòng đi ra. Ra đến ngoài nhìn từ nhà trên đến nhà dưới đều không có ai. Từ lúc về đây đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhà vắng lặng đến như vậy. Tối qua lúc mẹ Viễn và chị Trang bàn đến chuyện mang sản phẩm xuống núi bán Tôi đã nghe được anh Dương và Kết Phương được bố giao nhiệm vụ canh chừng tôi. Tôi nhìn quanh, trong lòng bỗng đầy toan tính. Cơ hội này đúng là ngàn năm có một. Thế nhưng chưa kịp nghĩ xem, phải làm thế nào tiếp theo. Thì đột nhiên tôi cũng thấy Kết Phương từ dưới bếp đi lên. Dường như nó ngồi đó từ rất lâu rồi. Tôi cứ nhìn rõ nhiều mụi than bám lên áo và tóc nó. Còn thấy khỉu gối nó đỏ ửng lên. Không biết có phải do anh trai và bố cãi nhau mà tôi thấy gương mặt nó có chút thất thần. Thấy nó đi lên, tôi cũng thu lại dáng vẻ bồn chồn của mình, lặng lẽ vào phòng ngồi. Nhưng ngồi một lúc, tôi đã thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy cái phương đứng ngay trước mặt. Tay còn cầm một cái túi nhỏ và nói. Chị chuẩn bị đồ đi, tôi và chị xuống núi rồi ra khỏi thị trấn. Tôi nghe cái phương nói hóc mồm và hỏi lại. Ra khỏi thị trấn, ra khỏi thị trấn để làm cái gì không phải là chị muốn về nhà còn hỏi tôi đưa chị ra khỏi thị trấn làm gì lần này tôi hoàn toàn gây ngốc nó lại nói tiếp nếu chị không muốn thì chị cứ ở khi mà tôi đang trăm phương ngàn kế tìm cách trốn chạy thì bỗng dưng nó lại giúp tôi trốn tôi gần như không tin nổi tay chân luống ca luống cuống đến khi bình tĩnh lại vội vã vào phòng tìm xem phải chuẩn bị thứ gì nhưng ngoài tiền ra thì tôi đâu cần mang thứ gì khác mà tiền thì tôi lại không có xu nào bên ngoài cái phương cũng về phòng của nó lạch cạch một lúc tôi thấy nó cũng cầm con lọn đất đập vỡ trong nền nhà trong lọn đất không có quá nhiều tiền chỉ có mấy đồng polymer một trăm hai trăm ngàn và một số tiền lẻ nó cúi xuống nhặt từng đồng lên đến khi nhặt xong cũng thở dài mấy tiếng sau đó nó nói tiếp với tôi lát nữa có xe thuốc nam đi xuống dưới thị trấn tôi đưa họ một số tiền họ sẽ chở tôi và chị xuống dưới đấy nhưng xe chở thuốc họ chỉ chở đến cuối thị trấn tôi sẽ đưa chị ra khỏi thị trấn sau đó chị tự mình men theo đường ở đó để ra đường quốc lộ bắt xe số tiền này coi như tôi cho chị vay chị hãy nhớ lấy những cái lời mà chị nói chị sẽ trả lại gấp năm lần tiền mua chị cho gia đình của tôi đây là số tài khoản của anh viễn chị cầm lấy trên mẩu giấy là mấy dòng chữ được viết nắn nót lâm chí viễn ngân hàng Agribank. Thật không ngờ rằng người đây cũng có tài khoản. Tôi nhìn cái phương, buột miệng và hỏi lại. Em không sợ bị chị lừa. Nhớ chị sẽ không chuyển tiền cho anh trai em thì sao? Nói xong, tôi hận mình không thể đập đầu vào thường. Cũng may cái phương chỉ cười nhạt và đáp. Tôi tin chị sẽ không lừa tôi đâu. Còn nếu mà chị dám lừa tôi, tôi cũng dám xuống Hà Nội để tìm chị để đòi. Một xu không thiếu. Xe chở thuốc nam là một xe tải lớn Lớn hơn xe của Viễn nhiều Đến lúc tôi và cái phương lên xe Từ từ rời khỏi căn nhà Tôi đã sống gần một tháng trời Tôi vẫn không thể nào tin được Trên xe cái phương không hề nói một lời nào Lặng lẽ nhìn ra hai bên đường Tôi rất muốn hỏi vì sao Bỗng dưng nó lại muốn giúp tôi trở về Nhưng nhìn vẻ mặt không muốn mở miệng của nó Tôi cũng chỉ đành im lặng Tay tôi vo viên mấy đồng tiền Cái phương đưa cho như giữ báu vật còn xe nóc này Theo đường rừng từ từ xuống núi Vì quen rồi nên hôm nay tôi không còn thấy bơ ngỡ Trên đường đầy sỏi đá Lá khô còn có cả bụi đường mờ mịt Đến đầu giờ chiều Xe cũng đến được thị trấn Thế nhưng không hiểu sao đến nơi Trời bỗng đổ mưa Tháng 8 mưa ngâu Những cơn mưa như lát nước đổ xuống Con xe đi chậm chậm Theo lối mòn đến đoạn đường cuối cùng của thị trấn Người lái xe không có điện thoại Xe lớn lại không thể ra khỏi thị trấn Nhận tiền từ cái phương xong liền quay xe chở thuốc nam vào mấy tiệm thuốc Cái phương mặc kệ trời mưa dẫn đường phía trước Tôi vội vã đi theo sau Ban đầu tôi có tưởng rằng chỉ cần ra khỏi thị trấn sẽ tìm được đường lớn Thế nhưng tôi lại không hề biết Thị trấn này vẫn nằm ở trên núi Chẳng qua đông dân hơn Cũng dễ trồng trọt chăn nuôi hơn Nên mới được gọi là thị trấn Chứ đường đi vẫn rất khó khăn Đi được một quãng Cây phương dừng lại nó nhìn tôi, do dự một hồi. Sau đó mới móc trong túi ra thêm 300 ngàn và một cái túi đựng cơm nắm đưa cho tôi và nói. Chị đi theo đường này để đi. Theo tốc độ rùa bò của chị, chắc phải mất 3 tiếng đi bộ mới ra được đường quốc lộ. Tôi chỉ có thể giúp chị đến đây. Còn về được hay không, còn dựa vào may mắn của chị nữa. Số tài khoản của anh tôi, chị bọc túi vào để khỏi ướt. Thôi, chị đi đi nói rồi không đợi tôi cảm ơn nó xoay người lại nhanh chóng trở về thị trấn mưa trắng xóa cả một khoảng trời quần áo của tôi và nó đều ướt đẫm nhưng giờ tôi cũng không nghĩ được gì theo con đường đất đỏ vội vã tiến về phía trước con đường này không treo leo như đường nhà viễn cũng rộng lớn hơn nhưng vẫn là đường rừng với những sườn đồi nhấp nhô tôi đi được mấy bước liền vội vã chạy lúc này dường như có một sức mạnh vô hình hay một khao khát mãnh liệt tôi lại càng chạy nhanh chỉ có điều đường nhảy nhụa, tốc độ nhanh cỡ nào vẫn không thể được như bình thường. Dù vậy, chỉ cần nghĩ tới việc sắp được trở về nhà với anh trai, gia đình tôi cứ thế lấy hết sức lực mà chạy. Thế nhưng, chạy được khoảng 3-40 phút, tôi chợt bắt gặp một gắn ba bốn người đi ngược đường với mình. Tôi khẽ tự nhủ với lòng rằng, có lẽ chỉ là mấy người không quan biết. Vậy nên cứ thặc lưỡi mà đi. Đám người cũng không để ý. Nhưng rồi khi vừa đi thêm một đoạn, bỗng một tiếng nói nửa quen nửa lạ cất lên từ từ đã xem kìa hình như là người quen đây chẳng phải là vợ con thằng viễn à xem kìa ngước mắt lên nhìn qua màn mưa tôi bỗng dừng sững sờ lại tiếng nói vừa phát ra là của a ban con trai của lão long cả người tôi dùng mình sắc mặt tái xanh gần như chết lặng tôi cố lở đi nhưng hắn đã kéo hai người đi cùng chặn đường lại và cười man rợ Tưởng hôm đấy mày đồng ý theo thằng Viễn Hóa ra vẫn bỏ trốn sao Gặp được ở đây xem như món hơi Chúng mày xem Thằng Viễn cướp trắng trợn con danh này trên bố con tao Giờ gặp ở đây phải làm thế nào chứ phải Hai gã đi cạnh nhìn tôi Tiếng cười điều giả Mang lẫn tiếng địa phương cất lên Xinh đẹp thật đấy Bảo sao thằng Viễn bỏ nhiều tiền ra thế để mua Tao là bố của con mày cũng tiếc đứt ruột Đẹp thế này mà chỉ làm thịt thôi cho bọn tao chơi cùng với Tôi không kìm nổi cơn nớn lạnh Sợ hãi tột cùng Vận mệnh quả thực là nhiệt ngã Khi tôi tưởng như có chút ánh sáng nhỏ nhoi Bỗng dưng ngay lập tức bị dội xuống đầu Một cơn bão tuyết Lúc này tôi không nghĩ được nhiều Lập tức vùng chạy Nhưng làm sao mà chạy nổi Hai bước đã bị ba gã đàn ông tóm được Một phát đẩy ngã xuống nền đất đỏ trơn trượt Rồi lôi sành sạch vào khu rừng núi A-ban xông vào trước hắn ta định sẽ toạc tôi ra. Tôi cố nhủ mình phải bình tĩnh, mặc cho cơn mơ ướt phủ trắng xóa. Cua tay về phía trước, tìm lên một viên đá lớn nhất. Khi Aban vừa đè lên người tôi, tôi cũng hít một hơi thật sâu, cầm tảng đá đập vào đầu hắn. Hắn bị bất ngờ kêu lên một tiếng rồi ngã vật ra. Từ vị trí đập một dòng máu túa ra. Hai gã đàn ông cũng kinh ngạc, chưa kịp hiểu chuyện gì. Tôi cũng bật dậy ném tảng đá về hai gã rồi bỏ chạy. Chỉ có điều đường rất trơn Lại bị lốt vào đường rừng treo leo Hai gã đàn ông kia đã định hình được chuyện vừa xảy ra nên đuổi theo tôi Tốc độ của tôi thực sự không thể nào đấu lại được Chỉ có thể lấy hết ý chí mà chạy Thế nhưng mới chạy được một quãng Hai gã đã gần đuổi kịp Tôi hoảng loạn chưa kịp chạy đến Đột nhiên trượt chân xuống một bên vực đồi Không kịp chuẩn bị tinh thần Chỉ kịp túm lấy tảng đá kêu lên một tiếng a. Những ngón tay tôi bấu lên tảng đá Trời mưa lớn Tảng đá đẫm nước mưa Đôi tay tôi cũng đẫm nước Mỗi ngón tay dù đã cố gắng bấu lên Nhưng tưởng chừng như sắp không thể nào chịu nổi Nghĩ đến việc tôi sẽ bỏ mạng Tan sắc nơi này Tôi gần như rơi vào tuyệt vọng và khủng hoảng Những khớp ngón tay dã rời Dần dần trượt lên tảng đá Đầu móng tay tố máu Sống lưng tôi lạnh toát Hãi hùng gào lên Tôi còn chưa kịp trở về Còn chưa được gặp anh trai tôi gặp Vinh Nghĩ thôi mà nước mắt tôi ào ra Cùng làn mưa lạnh buốt Khi tưởng mình sẽ không thể bấu nổi vào tảng đá Sẽ rơi xuống Đột nhiên tôi bỗng thấy có một bàn tay lớn túm lấy tay tôi Những hạt mưa bỏng rát đạt vào mặt Không thể nhìn ra đó là ai Mãi đến khi người đó cất tiếng Tôi cũng kịp nhận ra đó là Viễn Túm lấy tay tôi Túm chặt lấy tay tôi Là anh ta bằng da bằng thịt Đôi tay chai sần cứng rắn còn có không ít vết sẹo trên cánh tay. Tôi muốn mở miệng ra, nhưng lại thấy Viễn hét lớn trong tiếng gió mưa. Đừng nói gì cả, tôi sẽ cứu em. Đừng nói gì, cũng đừng buông tay thôi. Lúc này tôi cũng không thể nghĩ thêm được gì. Không biết vì sao và càng không hiểu sao Viễn lại cứu tôi. Tôi chỉ biết nắm chặt tới tay của Viễn. Giữa danh giới sinh tử, tôi cũng kịp nhận ra. Được sống đã là hạnh phúc rồi. Hai tay Viễn nắm cổ tay tôi. Cánh tay anh ta cọ sát vào tảng đá nhưng vì quá trơn trượt không thể kéo tôi lên mà chỉ có thể dùng hết sức người dần kéo tôi sang một bên tảng đá sắc nhọn chẳng mấy chốc tôi thấy canh tay viễn túa máu máu hòa cùng với nước mưa tạo thành dòng đỏ nhàn nhạt, nhạt thế nhưng dù bị đau đớn máu chảy thành dòng viễn vẫn nhất quyết không buồn đến khi sang được một đoạn tay tôi cũng dần trượt xuống sắp không thể nào chịu nổi ngay khoảnh khắc ấy đột nhiên sắc mặt viện trắng bệch tái nhợt nhìn tôi anh ta dường như không nghĩ ngợi gì nữa dùng hết sức hạ ngồi xuống ôm chặt lấy tôi rồi nói nhắm mắt lại ôm chặt lại trong một tích tắc cả hai chúng tôi liền rơi xuống lúc này tôi mới kịp nhận đồi không quá cao nhưng bên dưới lại có rất nhiều cây nhọn khi vừa rơi xuống cả người tôi được viễn ôm chặt đầu anh ta đập xuống nền sỏi đá Thân người bị một cây sắc nhỏ đâm trúng. Máu đột nhiên túi ra. Cả người trong phút chốc bất động. Ngay khi nhìn thấy dòng máu ấy, đầu óc tôi bỗng như tê liệt. Những tia sáng tối lẹt xoẹt xuyên qua đài não. Kế ức kinh hoàng như thác lũ ùa về. Tôi hoảng loạn muốn thét lên, nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh nào. Chỉ đưa tay giữ chặt lấy dòng máu đang chảy ra trên người viễn. Sắc mặt viễn trắng bệch. Mái tóc dính trên gương mặt từng mạch máu trên cơ thể tôi cũng như muốn đông cứng lại còn mò mẫm xuống túi quần mới rực nhớ ra đây là rừng núi không phải vốn thị tôi cũng không có điện thoại được gọi cứu thương nên chỉ biết giữ phần máu đang chảy trên cơ thể viễn và gọi tên anh ta viễn viễn vừa dứt lờ tôi cũng bị ai đó kéo mạnh ra từ xa xa còn mấy người đang tức tốc chạy tới nhìn kỹ lại cũng nhận ra là bố mẹ của viễn còn có cả chị trang anh dương Người vừa kéo tôi là anh Dương Toàn thân tôi run lẩy bẩy Đầu óc mơ hồ không thể nghĩ được gì nữa Chỉ bám víu xuống nền đất Như bám víu vào sợi dây mỏng manh Đến khi anh Dương và bố mẹ Viễn Đưa Viễn lên cáng tạm để ra xe Có lẽ là trở lên viện Tôi vẫn ngây dại Đờ đẫn không tin nổi những việc vừa xảy ra Tôi không thể nhớ nổi tôi được đưa về nhà Viễn thế nào Chỉ biết tất cả mọi người Đều đều ra xe để đưa Viễn vào viện Chỉ còn tôi được chị Trang đưa về nhà về đến nhà, tôi cũng dần trấn tĩnh lại, đi thay bộ quần áo ướt, tắm qua loa, còn lấy thuốc chị Trang đưa cho, đắp lên phần chân bị thương, rồi mới ra ngoài. Chị Trang tối nay chỉ nấu hai bát mì. Tôi cũng không có tâm trạng ăn, chỉ khẽ hỏi. Lúc nào chị ra viện cho em đi cùng được không? Chị Trang nhìn tôi chầm chầm một lúc, sau đó lẳng lặng đáp. Tình hình của Viễn giờ đây vẫn chưa biết thế nào, sáng mai chị sẽ ra. Nhưng em thì tốt hơn hết, cứ ngoan ngoãn ở nhà. Thấy chị Trang nói vậy Tôi cũng im lặng không nói thêm lời nào nữa Ăn xong tôi lê chân vào phòng Tuy không bị thương nặng Nhưng hai cẳng chân đều đau buốt Cổ chân trái còn trật khớp xương phòng Vừa nằm xuống giường Tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch khóa trái ở bên ngoài Tôi ôm gối nhìn ra cũng biết chị Trang đã khóa tôi lại Chắc có lẽ chị sợ tôi trốn lần nữa Cũng không thể ngồi đây canh chừng mãi Nên mới nhốt tôi trong phòng Tôi khẽ thở dài với tình hình hiện tại đi lại còn khó khăn đừng nói đến việc chạy và lại viễn bị thương tình hình còn chưa biết sống chết ra sao tôi dù không có anh ta là chồng nhưng cũng không thể nào bỏ con mình trốn trong tình hình này được nằm trên giường tôi không sao ngủ nổi lòng dạ nóng bừng chỉ muốn ra bệnh viện xem viễn thế nào nghĩ lại viễn cảnh kinh hoàng khi ở núi tôi bỗng sợ anh ta chết tuy rằng trong lòng tôi kể cả đến giờ phút này dù đã sống với Viễn cả một tháng như vợ chồng, vẫn không thể coi Viễn là chồng. Nhưng tôi vẫn sợ anh ta có mảnh hệ gì đó. Tôi khẽ thở dài. Cũng không hiểu tại sao số phận của mình lâm ly bi đát thảm thương đến mức này. Ông trời có lẽ ngứa mắt với tôi lắm nên đến ngay cả cơ hội cho tôi trở về cũng biến thành bi kịch. Còn khiến cho Viễn bị thương. Nhưng tôi vẫn không thấy việc tôi chạy trốn là sai. Tôi sai cái gì? Tôi bị bắt cóc đến đây Tôi là nạn nhân của những kẻ mua bán người trái phép. Tôi bị ép sống của một người tôi không hề quen biết. Tôi còn có anh trai, còn có người yêu đang chờ ở nhà. Nhưng tôi không được gặp họ. Vậy nên tôi chạy trốn thì có gì sai? Nghĩ đến đây, lòng ngực tôi khẽ thít lại khi nhớ tới hình ảnh viễn ôm tôi rơi trên vách núi. Tôi không sai, nhưng việc viễn đã cứu tôi thoát chết là thật. Tôi không sai, dù là viễn mua tôi về làm vợ khiến tôi bất mãn anh ta không cho tôi trở về khiến tôi không cam lòng. Nhưng anh ta đã giúp tôi thoát khỏi cảnh làm nô lệ tình dục cho bố con lão long là thật. Tôi không sai, nhưng việc Viễn và gia đình anh ta đối xử không tệ với tôi cũng là thật. Thực ra, nếu Viễn chỉ bị thương nhẹ nhẹ, có lẽ tôi cũng không quan tâm cho lắm. Thậm chí tôi còn thấy đáng. Dù anh ta không trực tiếp bắt cóc, nhưng mua tôi làm vợ và không chịu thả tôi về cũng là gián tiếp tiếp tay cho lũ bon người còn gì. Tôi không thể vì anh ta đẹp trai hay có chút giỏi giang mà ca ngợi được. Nhưng anh ta bị thương nặng như vậy, bị cành cây ngọt cỏ xuyên qua người. Tôi dù có sắt đá cỡ nào vẫn thấy lo lắng và sợ hãi. Và lại nếu anh ta chết, chắc chắn tôi cũng thành tội đồ trong thôn này. Có khi lại bị gia đình anh ta bán lại cho lại già nào đó cũng nên. Nghĩ thôi tôi đã thấy ớn lạnh vô cùng. Suốt cả buổi tối tôi nằm mà không sao ngủ được. Cố gạt những mâu thuẫn trong lòng mà vẫn không thể ngủ. Đầu óc cứ lơ mơ Nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia Mãi đến gần sáng mới thiếp đi Khi tỉnh lại trời đã tạnh mưa Nắng đã lên cao từ lúc nào Vốn định dậy đi đánh răng Bụng thế trên bàn là một mâm cơm dưa cà đơn sơ đã được dọn sẵn Bên dưới còn có mấy gói mì tôm Hai cái bát to và hai cái đĩa Bên ngoài cửa vẫn khóa Tôi mở cửa sổ nhìn ra cũng thấy vắng lặng Có lẽ Chị Trang đã xuống dưới bệnh viện huyện từ sáng sớm mâm cơm lạnh ngắt. Mặc dù từ khi xảy ra chuyện đến giờ tôi không hề thấy đói, nhưng đánh răng rửa mặt xong tôi vẫn ngồi ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lê chân dò dẫm tìm thuốc để đáp lên phần cổ chân sưng phòng. Thuốc lá của người dân tộc đen kịt, mùi thơm nồng của thuốc nam thoảng qua. Tôi vừa đáp thuốc vừa lặng lẽ nhìn những bông hoa giấy trắng, hồng, đan xen ngoài sân, lại nhìn những vết thương ở trên chân. Nếu như là ở nhà, anh trai tôi chắc chắn lo lắng phát điên mang tôi xuống viện ngay lập tức tôi bỗng thấy lòng cô đơn và lạc lõng vô cùng dù có sống ở đây một tháng một năm hay một trăm năm có lẽ tôi vẫn không thể coi đây là nhà mình nhà tôi không phải đây nhà tôi là căn biệt thự nằm ở quận thanh xuân nhà tôi không có dàn hoa giấy mà có một bể cá với cây bằng lăng giữa sân tôi khẽ thở dài nằm xuống bỗng dừng thấy nước mắt trải dài ra hai bên thái dương chị trang đi từ sáng đến tận tối mới về khi chị vừa mở cửa phòng Tôi cũng lật đật ngồi dậy Khó nhọc lê chân ra vội vã và hỏi Viễn sao rồi chị? Chị Trang không đáp vội Lặng lẽ nhìn căn phòng một lượt Sáng nay ăn xong cơm chiều Tôi chỉ ăn thêm một gói mì Ăn xong tôi cũng đã dọn dẹp đâu đấy Chỉ là không có nước rửa bát trong phòng Nên bát đũa được rửa không sạch lắm Tôi thấy chị không đáp Thì sốt ruột và hỏi lại Chị Viễn sao giờ Chị anh ta có bị thương nặng quá không? Lúc này chị Trang mới nhìn tôi lạnh nhạt và đáp Qua cơn nguy kịch rồi May mà đến kịp thời Lúc ngã xuống đầu đập vào nền đất Nên may không bị tổn thương Chỉ choáng quá nên ngất thôi Nhưng mất nhiều máu Bị cành cây nhọ xuyên qua Nên phải mua bao nhiêu túi máu để truyền Có lẽ sẽ phải nằm viện năm bảy này Công việc dưới miền xuôi đang đi vào quỹ đạo Đang cần gấp bàn tay của viễn Do phải dừng lại Em thấy chưa? Chị đã khuyên em là đừng có bỏ trốn rồi. Cuối cùng công toan vô ích. Chẳng những thế, Viễn còn bị thương thành ra như thế kia. Bố đang rất giận đấy. Tôi cúi đầu, Viễn không sao là tốt rồi. Anh ta không chết, tôi cũng đôi bớt phần ái náy. Đứng trước mấy lời này của chị cha khiến tôi có chút xấu hổ. Nhưng thực sự vẫn không cam lòng, tôi trả lời. Em, em không có làm gì hết sai hết em không muốn ở đây đâu có gì là sai em đang sống một cuộc sống yên ổn ở nhà bỗng dưng bị bắt cóc và đưa đến đây chị nói xem làm sao em có thể cam tâm tình nguyện sống với người mình không yêu ủng hộ em còn gia đình người thân người em yêu có thể suy nghĩ của em và chị khác nhau cũng có thể chị thấy nơi đây vẫn tốt so với khi chị ở nhà với bố mẹ nhưng em thì không như vậy em đang vui vẻ hạnh phúc có công việc đàng hoàng em đang sống ở một nơi như thiên đường đang có một người yêu em chiều chuộng là người mà em có cảm tình và em dành tình yêu cho người ta cũng đã xác định lấy nhau được pháp luật công nhận tự nhiên bây giờ bị đưa đến đây em cảm thấy như địa ngục em không muốn sống ở đây đây không phải nhà em chị cha nghe xong không hề chửi mắng tôi một lời mà chỉ ngồi xuống nhìn tôi nhìn đôi chân đang xưng phòng của tôi rồi thở dài chị hiểu chứ không phải là chị không hiểu Ai mà không muốn được sống với người mình yêu đâu Nhất là với cô gái thành phố như em Em đã quen với sự tự do tự tại Nay bị bắt đến đây sống quả là không khác gì trong tù Nhưng chị vẫn phải khuyên em Đừng chạy trốn Bởi việc mua vợ ở đây đã thành tục lệ Nếu em trốn đi Kiểu gì cũng sẽ vẫn bị bắt lại Em xem Em trốn ra khỏi thị trấn rồi vẫn phải quay về đấy thôi Tại em gặp bọn A Ban thôi Không, dù em không gặp A-Ban em cũng sẽ gặp vô số những khó khăn khác. Em tưởng ra được khỏi đường rừng đó là sẽ ra đến quốc lộ, bắt được xe và về à? Không đâu. Ngoài quốc lộ còn nhăn nhản những mối nguy hiểm khác. Có khi là bị bắt lại, cũng có khi bị cướp hiếp. Hoặc có khi em chưa tìm được đường về lại bị bắt cóc mang sang biên giới, bán cho người ta làm vò lá cũng nên. Tôi nghe chị Trang nói đến đây bỗng ớn lạnh toàn thân. Vốn nghĩ ra được đường quốc lộ sẽ có đường về, Vậy mà nghe chị Trang nói đến mấy con đường trở về gian nan biết bao Bà sao ở đây bao năm chưa từng có người thoát ra nổi Chị Trang lại nói tiếp Em năm lần bảy lượt bỏ trốn Cuối cùng thì sao Thương tích đầy người vẫn không về được Hôm qua nếu không có viễn Chẳng phải em bỏ mạng ở núi sâu rồi à Lúc ấy lại bị thú rừng tha đi Cắn cho xương tan thịt nát Em nói xem em có hối hận không Em không chạy trốn thì làm thế nào can tâm tình nguyện ở đây em không làm được em không muốn chôn vùi đời mình ở nơi này mãi mãi đã lỡ bị bắt cóc đưa đến đây làm vợ người ta rồi gần như sẽ không thoát nổi rơi vào con đường này đúng là không ai muốn nhưng bây giờ lỡ rồi em cứ coi như đây là vận mệnh thật ra ở đây so với nơi em ở không bằng nhưng so với thôn này thì đây là tốt nhất và lại so với việc làm vợ lão long thì làm vợ viễn không phải tốt hơn à ở thôn này cũng có mấy ai giỏi giang được như Viễn đâu Đừng nói là so với thôn Chú ấy so với người miền xuôi cũng đâu có kém Ở đây chỉ có vài người ra ngoài làm ăn Còn đâu chủ yếu sống ở trong núi Viễn ra ngoài làm ăn cũng ngót nghét chục năm Từ lúc có 18 tuổi Em cam tâm tình nguyện ở cạnh Viễn Sống thật hạnh phúc Biết đâu sau này Viễn sẽ đưa em về nhà Dù sao chú ấy cũng là người làm ăn ở bên ngoài Tư tưởng cũng tiến bộ hơn chỉ là tục lệ ở làng không thể nào phá bỏ được không phải vì bản thân viễn mà vì cả gia đình dòng tộc nên không thể nào làm theo ý của em thả em về luôn được lấy chồng thì suy cho cùng chồng ở đâu vẫn là người dương đức lã lấy một người như viễn cũng tính là con phúc rồi câu nói cuối cùng khiến tôi không kìm được phản bác lại phúc là phúc thế nào à lấy người mình yêu mà người ta yêu mình mới tính là phúc em chưa yêu viễn mình biết đâu sau này Em sẽ nảy sinh tình cảm với cậu ấy thì sao Em có người khác rồi Em không có muốn nảy sinh tình cảm với anh ta Duyên phận khó nói lắm Dù sao chị cũng thấy em như vậy Cũng là may mắn hơn rất nhiều cô khác Viễn vừa đẹp trai lại giỏi ra Rất thương em Một người tốt như vậy Không chừng em mở lòng ra lại thấy được hạnh phúc đấy Tôi im lặng không đáp Chỉ Trang lại bảo em tự nhìn xem thôn này làm gì có ai thương vợ như chú ấy em vừa về đã mua quần áo cho các cô vợ ở đây đều dùng loại quần áo cũ chứ đâu có đồ mới ngay cả chị cũng thế đây này cả thôn chỉ được dùng bồ kết chỉ có mình em được viễn mua cho dầu gội với sữa tắm đến ngay cả thứ nhạy cảm như là dung dịch vệ sinh cũng tự tay viễn mua cho em chị cũng từng nói rồi có thể với em đó chỉ là mấy cái đồ tầm thường nhưng với phụ nữ ở núi này đó lại là những món đồ mà họ ước ao không có được. Người ta không tắm được nước lạnh thì vẫn phải tắm. Em không tắm được nước lạnh. Ngày nào Viễn cũng gánh nước từ giếng đổ đầy xong lớn nấu rồi lại đổ vào chum cho em. Chum lớn như vậy, phải gánh bao nhiêu xô nước mới đầy. Nhưng ngày nào chuối cũng vẫn nấu hai lần sáng tối để em đi tắm. Chị còn nhớ, hôm chuối phải xuống miền xuôi sớm. Một giờ sáng đi thì 12 giờ đêm đã dậy gánh nước nấu cho kịp giờ. Biết nấu sớm sẽ nhanh nguội, Chú ấy còn đóng mấy cái nắp cho hơi nước không bay đi Giữ ấm nhất có thể Cả thốt này không một ai cung phụng hầu hạ vợ như chú ấy Gần một tháng em đến Tay chú ấy càng nhiều thêm những vết xước Còn chưa kể đến việc chú ấy bỏ số tiền lớn ra mua em từ nhà lão Long Sau phải cật lực kiếm thêm tiền để bù vào Muốn cho em có cuộc sống tốt đẹp hơn Lại càng dỡ sức bán mảng để làm việc Thậm chí không màng nguy hiểm để cứu em Vậy vẫn chưa đủ tốt nữa hay sao? Chị cũng chỉ đang nói những gì mà chị nhìn thấy Những gì mà chị đang nghĩ Không phải vì chị là chị dâu Nên nói tốt cho chú ấy Mong sao chuyện này Em mở lòng ra một chút Đừng cố chấp quá Cũng đừng có kiên cường quá Chú ấy thật sự rất thương em đấy. Tôi rất muốn nói rằng Đều là do anh ta tự nguyện Tôi không có ép Vì tôi mà khổ sở như vậy Sao không cho tôi về Tôi hứa là sẽ trả một khoản tiền lớn cơ mà Và lại Tôi đã có người mình yêu Tại sao? Làm sao mà tôi có thể mở lòng ra với một người khác được chứ? Khác gì phản bội Và ngoại tình Thứ tam quan vặn vẹo này tôi không thẩm nổi Nhưng rồi Mấy lời ấy bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng Cuối cùng lại chẳng phát được ra Sáng hôm ấy khi tỉnh lại Thấy nước lành hơn mọi ngày Hóa ra đêm anh ta đã dậy sớm như vậy để nấu Chị Trang rời đi lúc nào tôi cũng không biết Tôi ngồi ôm gối nhìn ấm siêu tốc nhìn lên cả mấy đôi tất còn mới nguyên trong chiếc túi nhỏ. Nghĩ tới mấy việc anh ta làm, tôi cũng không để mắt điếc tai ngơ. Tôi ghét anh ta, coi anh ta như đám ô hợp, đã mua tôi. Nhưng trong thứ thủ ghét ấy lại có cả cảm kích. Tôi không thể yêu anh ta, nhưng rõ ràng có chút xót thương, mâu thuẫn đan xen dày bò. Nhưng dù có nói đến trăm ngàn vạn lần tốt, tôi cũng vẫn không muốn ở đây. Không một chút nào cả bảo tôi hãy vĩnh viễn quên đi gia đình sống an tĩnh một đời nơi này thì tôi không làm được trừ khi tôi chết chỉ có điều trải qua một chuyện kinh hoàng thế này tôi càng thêm khiếp sợ không thể nào làm khác được nữa chỉ còn cách câm lặng chấp nhận tất cả sự sắp đặt bất công của ông trời mà thôi nhưng tôi không tin ông trời mãi bất công như vậy từ từ rồi sẽ có cách quay về đúng không mấy ngày tiếp theo chị trang vẫn giam tôi trong phòng Mỗi khi chị về đi ra khỏi nhà Cả nhà vẫn dưới viện chưa qua trở về Dù sao viện cũng là trụ cột chính trong gia đình Việc anh ta bị thương như vậy Cả nhà túc trực dưới ấy cũng không có gì là lạ Từ hôm nói chuyện với chị Trang xong Tôi cũng không náo loạn Ở à, Mỹ van xin chị Trang giúp tôi Càng không nhắc gì đến chuyện trở về Nhưng chị vẫn có vẻ đề phòng thôi Vì giam cầm mãi trong căn phòng nhỏ Tôi cảm thấy bức bách nhờ tù Cứ nghĩ rằng tôi phải bị giam thêm chục ngày nữa thì đến ngày thứ bảy viễn đã được ra viện về tôi không nghĩ với vết thương nặng như vậy mà anh ta được ra viện sớm nên lúc anh ta được đưa vào phòng tôi vẫn có chút bất ngờ suốt hơn một tuần mới gặp lại tôi nhìn viễn có chút lạ lẫm sức khỏe anh ta chưa thực sự hồi phục gương mặt tuy rất đẹp trai nhưng rõ ràng là nhợt nhạt và gầy đi nhiều lúc mọi người đặt anh ta từ cáng lên giường tôi còn thấy đôi môi viễn trắng bệch chứ không được đỏ hồng hào như lúc trước Thậm chí vào nhà vệ sinh Anh Dương cũng phải dìu Thấy anh ta như vậy Trong lòng tôi không khỏi ngay náy Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi một câu Thì một câu bố viễn đã xông vào vung tay tát tôi một cái rất mạnh rồi chửi Chuyển tốt một câu làm ra đi à Giờ nó phải nghỉ cả tháng Công việc dưới xưởng gỗ cũng bị trì trệ lại Cô hài lòng chưa Tôi bị đánh bất ngờ Xây giảm mặt mày suýt ngã Lúc này Viễn từ trong nhà vệ sinh ra Thấy tôi bị đánh Liền hất tay Dương loạn trọng la vào phía tôi Giọng nói đầy mệt nhọc Và đầy sự tức giận Sao bố lại đánh cô ấy Chỉ là một cái tát thôi Mà gọi gì là đánh Tao phải đánh cho nó một trận nhớ đời sao khỏi phải chạy trốn nữa Vì nó mà mày nằm liệt bao nhiêu hôm Vì nó mà giờ cả cái nhà này cũng khốn khổ theo Mà còn bênh Khói miệng tôi ươn ướt, ướt Có vị tanh cái tát mảnh đến mức tôi đã bật cả máu miệng Viễn mở mắt trừng trừng nhìn bố anh ta Tức giận đến nỗi gân trên trán giật giật và đáp lại Cô là vợ của con Không ai có quyền đánh chửi cô ấy cả Mày đúng là hết thuốc chữa rồi Vì nó mà bây giờ mày thành ra thế này có đáng không? Thấy nó bị đánh một cái không bằng đi chuyện cơ thể chưa vừa gồi lao vào bảo vệ Đúng là không có gì để nói Con nói rồi, cô là vợ con không ai có quyền được đánh. Bố, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Bố viện giơ tay lên, nghe câu nói ấy khóe miệng bỗng mấp máy như định nói gì. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng chỉ đành buông tay xuống và thở dài. Mày đúng là thằng điên. Không còn gì để nói. Biết thế ngay từ đầu, tao đã cho mày lấy người khác. Anh Dương giận dữ gầm lên. Được đối xử tốt như thế mà còn bỏ chạy. Chú thương vợ Thì thương Nhưng phải thương cho nó đúng cách Phải đánh thật đau Thì lần sau nó mới không bỏ chạy nữa Đánh vài cái không có chết được đâu Đừng có đụng vào cô ấy Một sợi tóc cũng không Bằng không dù là bố hay anh Em cũng không nể nang nữa đâu Chú điên thật rồi Cái loại vong ơn bổ nghĩa này Không đánh thì để làm cái gì Tôi tức cô ta từ lúc mới đến Vợ thành phố có cái gì mà tốt đẹp Ngoài cái vẻ ngoài ra thì được cái gì Ăn thì muốn ăn ngon Mặc thì mặc đẹp Chú chiều trộn nó như thế rồi mà nó vẫn muốn bỏ trốn Có đáng đánh không Cuộc sống ở nhà của tôi tốt hơn như thế này nhiều Bị bán ở đây đủ khổ rồi Bỏ trốn thì có gì là sai mà phải đánh Chẳng lẽ họ muốn tôi cam tâm tình nguyện ở lại Yêu em trai của họ Đúng là thần kinh Tôi nhìn anh Dương định phản bác lại mấy câu Nhưng rồi nhìn thấy sắc mặt xanh tái của Viễn Có lẽ anh ta đang rất đau cuối cùng lại im lặng anh dương thì hùng hùng hổ hổ định thay viễn dạy cho tôi một bài học nhưng đối mặt với ánh mắt sắc lành của viễn lại thêm sự can ngăn của mẹ và chị trang cuối cùng chỉ hầm hực và đi ra ngoài khi tất cả mọi người ra ngoài hết chỉ có tôi và viễn trong phòng tôi khẽ thở dài đỡ anh ta nằm xuống giường trong tình cảnh này tôi cũng không biết mở lời thế nào nên đặt anh ta xuống xong thì cũng im lặng ngồi bên cạnh Thấy vậy, Viễn liền kéo tay tôi vào bảo Em cũng nằm xuống đi Không phải chân em cũng đang đau hay sao Chân tôi sau mấy ngày đắp thuốc đã đỡ đi khá nhiều Tuy nhiên khỏi thì chưa Bị anh ta kéo như vậy Tôi không muốn cũng đành nằm xuống Mặc dù tôi với Viễn đã nảy sinh quan hệ xác thịt Không phải một mà là nhiều lần Nhưng cảm giác nằm chung thế này tôi vẫn thấy không quen Khi tôi đang định nghĩ xem phải nói thế nào Viễn đột nhiên quay sang Chạm lên phần má ban nãy tôi bị tát Cất giọng trầm khàn và hỏi Đau không? Tôi vô thức né cái chạm của Viễn và đáp lại Tôi không sao Viễn thấy tôi né mình Mấy ngón tay đặt trên không trung cũng khựng lại Sau cùng nói Tôi xin lỗi Là tại tôi không tốt nên mới khiến em phải chịu ở mức như vậy Có gì mà phải xin lỗi Dù chỉ là một cái tát thôi mà anh vì tôi mà bị thương nặng Tôi còn không xin lỗi thì thôi Tôi mình đồng ra sắt Bị thương chút cũng không sao Em thì khác Thật ra thì tôi cũng ấm ức Nhưng nghĩ lại thấy mình cũng chỉ là một cái tát Không sao cả So với vết thương cổ viễn Cũng chẳng khác gì con mũi đốt Và lại dù sao chuyện bố anh ta tức giận Cũng không phải là không có lý do Đứng ở hoàn cảnh như ông ấy Khó mà thông cảm được Dẫu rằng tôi cũng chẳng thấy mình sai Viễn lại cũng không trách móc gì tôi Ngược lại còn bảo vệ Nên trong lòng tôi không thấy khó chịu hay bất mãn Về cái tát đấy nữa Mà hỏi anh ta Vết thương của anh sao rồi Em quan tâm tôi đi à Dù sao thì anh cũng vì tôi mà bị thương Lương tâm tôi có bị chó ta Thì vẫn phải nên quan tâm Hình như không có nói mấy cái câu khó nghe Thì em không chịu được có phải không Cái gì mà khó nghe Tôi chỉ đang nói sự thật thôi Thế tôi bị thương thế này là do em Em định thế nào Anh bảo tôi làm thế nào thì tôi làm thế đấy Viễn nghe xong gật đầu và cười Hóa ra em vẫn có chút lương tâm Thế thì việc chăm sóc tôi Phải phiền em rồi Quý vị và các bạn thân mến Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 Của bộ truyện có tựa đề Em được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư và chúng ta sẽ tiếp tục cùng Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh youtube các chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị.